Chào mừng các bạn và anh em, anh Nguyễn Đăng Thiết và giới thiệu về một cặp loa cực kỳ cao cấp đến từ Mỹ, hãng JBL, có một đèn là MRX525, full đôi 40, bát leo và tép leo. Nói về tép leo nhá, thì tiếng rất là sáng trong và tép lẩy, chống mềm rộng và uy lực. Thì với dòng loa này, anh chị em chơi được sự kiện quán cà phê, phòng trà, rồi nghe nhạc trong gia đình thôi nhá, và cao kê cực kỳ cho sắc. Dòng loa thùng gỗ và sơ sơn đẹp bên mía mã cực cao. Nói về dòng leo nhá, thì bây giờ tiếng lời nó cũng rất là ngọt và sáng tiếng. Tiếp lẩy và bát cực êm, ấm và sâu. Công suất nó là 400, 800 và 7.2. Rất khỏe mà nhá. Nguyên nhỏ nó cũng ra. Độ nhạy lên tới 130 dB. Kích khẩu luôn mà nhá. Gấp đôi là Trung Quốc. Thế đây một trong dòng loa lý tưởng để cho tất cả các bạn anh em thưởng thức và karaoke. Anh biết khi đi là cách biệt người quen, mà nhớ nhiều là em. Đêm nay trời núi rừng nhịp canh hay bằng tiếng sông, nửa trăng nghiêng đồi trái bóng sẽ hoang vu núi rừng. Rồi cực kỳ rộng, có thể cao kê để hết đỉnh luôn nhá. Bao rộng bao phòng từ 20 vuông đến 60-70 vuông. Ngày mai chép thêm vần vào em nhé. Giá ngoài 30 triệu nhá. Tên em vào được không? Bây giờ phần thứ hai em quay lại rất để anh em thấy ưng cái mắt. Vừa cái bụng cái chốt thì em hành nữa nhá. Hay lắm. Leo bánh thì kinh nhỏ. Hello các bác và anh em nhá. Trong suốt thời gian vừa qua ấy, thì có rất nhiều bác liên hệ với em và hỏi em có cặp loa nào mà khoảng trên 30 triệu nhưng phải là loa Mỹ và dòng loa bát từ leo, chét từ leo, thì hãy tư vấn cho anh một đôi là anh vừa nghe nhạc mạnh vừa hát karaoke nó phải sáng trong và rõ nét, ngọt ngào. Thì ngày nay em về một cặp loa có thể là đáp ứng cho các bác được đầy đủ tiêu chí. Thứ nhất về giá nhá. Về giá là trên 30 triệu. Và thứ hai là chơi được nhạc sàn. Và đặc biệt ấy, hát karaoke thì đúng là mỹ mãn các nhá. Lời rộng tiếng dài. Nghe nhạc thì kể cả những nhạc sàn, nhạc remix, nhạc đồng quê, nhạc trữ tình, nhạc vàng thì nó hiện rất tốt khi nó về leo nhá. Thì đây một dòng loa đến từ hãng JBL. Có model là 525. Tức là dòng loa full đôi, bát leo và check leo. Dòng loa này thì có nổi tiếng rồi đúng không ạ? Đầu tiên là cái xuất sắc nó đó là cặp thùng đó nhá. Nó là thùng gỗ cao cấp và được sơn sần nhựa, cho nên nó rất là sang chảnh và tinh tế. Cặp loa này em nhập về trong tình trạng là thiếu đồng xốp đó nhá. Đẹp xuất sắc. Và ngay bây giờ em sẽ tiến lại gần và quay chi tiết giới thiệu bác để lắm về thông tin, kỹ thuật và mọi thứ. Có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 140 đó nhá. Đầu tiên là xét về cặp vỏ thùng thì đúng là một trong những cái tuyệt tác của hãng JBL rồi đúng không? Thùng gỗ ép cao cấp đó nhá, chịu được nước này, chịu được áp lực âm thanh này, đánh không bao giờ bị phè thùng, đặc biệt dòng này nhá. Và sơn sần nhựa cho nên tạo ra loa cái độ tinh tế sắc nét riêng của nó đó nhá. Thùng thì thiết kế hình thang cân rất hài hòa và trang nhã. Kích thước nó bác nhá, con này ấy, nó rộng là 63. Đấy, rộng 63 nhé. Và sâu là 46. Cao 1m24. Cho nên các bác để cái loa này, cái kệ gỗ nhà mình vẫn ok nhé. Hoặc kệ kính ấy, cái kệ kính ấy, rất ok.
thùng nó trên là hai ngăn, một cái ngăn dưới ấy là gánh cho cái giải bát sâu, bát trầm, thì nó sẽ bố trí một cái vách riêng với nhá. Và trên ấy là chứa một cái bát để đánh cho cái dòng trung âm low mid, và cái bên trên nữa là con tép để thể hiện giải cao. Thì con này báo cáo đẹp từ mặt trước ra mặt sau các nhá, và xoay sang ngang. Đó, đây là cái thông số của nó. Đấy. Cái series nó bác nhá là MZ500. Thì có những bác hỏi anh mua 525 sao lại có 500, thì báo cáo bác này, trong cái chuỗi MRX này thì nó có loa full này, 512 này, 515 này, 525 bác nhá. Súp là 518S và súp 528S. Thì cái đời này nó model là 525, tức là 2W40 một chiếc kèn. Và được sản xuất lắp ráp tại Mexico bác nhá. Rất là đẹp này. Long lanh luôn. Đấy, phân tần nó còn rực rỡ luôn. Thì với những loa Mỹ bạn, nó đều có những cái kiểu như mỗi một đời loa nó có cái đặc trưng riêng, cho nên nó không lẫn vào đâu nhá. Đấy, phần tần đây này. Bác nhìn ạ. Rất là to và đẹp bác nhá. Đây em quay này nó hơi thiếu sáng một chút bác nhá. Đấy, bông nó đen quýt. Bông này bông màu lông chuột và chống ô nhiễm môi trường. Báo cáo bác nhá. Chống ô nhiễm môi trường. Rất là đẹp. Nói chung là em vào được một cặp, em quay kỹ như này anh em là cảm thấy ưng cái mắt vừa cái bụng một chút thôi, chứ không phải lăn tăn. Bên em thì người thật với thật với nhá. Đấy, đôi khi mà anh em người ta có quảng cáo loa đẹp, người ta chỉ quay cái bên ngoài thôi, nhưng mà em thì là tính nó kỹ, là quay tất cả mọi thứ đó, đúng không, quay mọi thứ chi tiết nhá, cho nên là các bác khỏi lăn tăn. Đây căng lỉ bên này còn rất là đẹp. Thì cái đời này nó là cái là chắn bụi, nó là bằng cước nhá, nên nó không mục như 745. Đấy cước bao nhá. Đấy tem cờ còn nguyên này. Công suất của nó là 800-800.600 nhé. Mã là MRX525. Con này thì nói chung là hát thì không chơi được nhé. Rồi cặp tép đó nhé. Cặp tép đây. Cặp tép này nó là tép mã tép là 2408H, sản xuất tại Mỹ. Đấy, con đời chung nó làm tại Mỹ. Đấy, zin hết cho anh em luôn. Họng 3.8, tép neo, tiếng lanh canh, lách cách cốp cốp này. Chính con này ra này, rất là sướng tai mà nhé. Đấy, Made in USA nhé. Hai con tép đây. Con tép này nó lắp trong 512 này, 515 này, 525 này, 615 đấy này, 612. Tức là cái con tép này nó dùng cho rất nhiều đầy loa. Đấy, Mỹ đấy mà. Rồi về cặp bát thì bạn nhìn đây. Xương sẩu còn sang cống này. Đấy. Những bát nào mà nhìn dòng loa leo thì buồn cười đúng không? Buồn cười lắm đúng không? Trông thì buồn cười lắm. Rất là bình thường thôi. Nhưng mà khi vào việc thì biết là nó đẳng cấp ra sao nhé. Trông mắt thì không thể đánh giá được. Nó khác là Trung Quốc thì bát bao động gấu mèo to rực rỡ và khủng khiếp, nhưng với Mỹ bạn rất đơn giản thôi, nhưng khi vào trận đấu mới biết là nó đẳng cấp nào đúng không. Đấy, con này mã bát là 265H-1 bác nhá, lắp ráp sản xuất tại Mexico. Đây là mã vạch này, mã mang này. Nói chung là cái này nó còn mới nhá, này bác nhìn cái nhện nó còn vàng óng này, là mới lắm ấy. Còn nó màu đã trầu thì nó có thể dùng lâu rồi đúng không. Dấu mã đầy đủ bác nhá. Màng nét căng này, màng nét căng quá nhá, nét căng càng luôn, gân nội tầm dầu ba sóng vẫn là ướt đây. Đấy, em quay từng con một nhá, đấy, anh em xem, đấy em quay kỹ càng, anh em là có nhiều chốt thì không phải lăn tăn, bởi vì khi mà lắp vào các bạn tháo ra nó rất là mệt, tháo ra rất là mệt, cho nên em cứ quay kỹ này một lần thôi. Nếu bạn nào mà nhìn thấy nó đúng ý mình thì alo cho em, giá thì cũng trên 30 triệu, như trước thì nó rơi vào tầm thời kỳ đắt đấy bạn, thì nó rơi 41 triệu là mới. 38, 37, 38 triệu, nhưng bây giờ thì nó rẻ hơn vài triệu nhá. Tóm lại bác nhu cầu liên hệ với em để giá tốt nhất anh em luôn, trên 30 triệu nhá, dưới 40 triệu. Đấy, sâu đấy, anh em nhìn thấy alo cho em. Thế em thì quay để kỹ lắm, nói chung là bác khỏi phải lăn tăn. Đây này, em úp xuống nó dính cái tơ của cái vải lót là nhà này đẹp. Nói chung cái sắt xi còn mới này, an tâm nhá, cái loài còn bền lắm, còn dài lắm ạ, dài rách. Nói chung là dai rách quá nhá. Nhiều con thì cơ bản nó trông nó còn zin, nhưng nó những cái này nó ả hết rồi. Đánh vài hôm nó sẽ bung nhá, con này dai lắm. Nói chung còn dai rách hết. Em bao anh em còn dai rách quá nhá. Cái độ mới, độ chất của nó còn gần như còn nguyên. Đấy, tất cả màng bát quay hết bác nhá. Mọi tin mua sắm phối ghép về bộ hát thì bác liên hệ với em số thoại 0936 583 110, và số thứ hai là 0368 028 299 nhá. Đấy, là có nhu cầu liên hệ với em. Chất lờ nhá, và đúng một đôi duy nhất thôi. Hãy mà làm một có bộ hát thì alo nhé cũng được, bởi vì đầu tư những bộ này chỉ ngoài 50 triệu là bán được cặp loa rồi nhá. Có thể không cần súp ok, bao phòng từ 20 m² đến 60 m² nhá đều ok. Anh em chào bác nhé.